Là hoạt động trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 24, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Liên bang Nga do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đồng tổ chức đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Denisenko đánh giá cao mối quan hệ kinh tế thương mại phát triển hết sức tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, luôn coi nhau là đối tác ưu tiên quan trọng trong chính sách kinh tế thương mại của mình. Hai bên tin tưởng diễn đàn sẽ là nơi phù hợp và thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thảo luận với các cơ quan chức năng về các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn hiện tại, cũng như trao đổi chi tiết về những cơ hội mở rộng hợp tác phát triển bền vững. Tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An đề xuất trong thời gian tới, doanh nghiệp hai nước cần khai thác hiệu quả hơn nữa tính bổ trợ của hai nền kinh tế. Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, có nhu cầu thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, luyện kim, hóa chất. Trong khi đó, Liên bang Nga là quốc gia có tiềm lực mạnh về nghiên cứu khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần chủ động kết nối, trao đổi thông tin, nắm rõ nhu cầu và thị hiếu của thị trường, tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước để kết nối giao thương hiệu quả. Trong khuôn khổ diễn đàn, đã đồng thời diễn ra 4 phiên bàn tròn kết nối doanh nghiệp theo các chủ đề: hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác công nghiệp và sản xuất xanh, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số.